Xin kính chào tất cả quý khách hàng. Hôm nay lên clip để giới thiệu với anh em một số món hàng nha. Trước khi đi vào nội dung chính thì nói về hình thức và giá của từng sản phẩm. Về hình thức bán hàng, anh em có xài tài khoản trên điện thoại thì mình chuyển khoản, còn không thì nhận hàng trả tiền bình thường nha mọi người, gọi là ship code đó. Điều quan trọng nhất khi anh em mua hàng là xem, nghe, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chốt hàng, và khi quyết định chốt hàng rồi thì chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Anh em xem, nghe, suy nghĩ coi món hàng đó như thế nào, xuất xứ từ đâu, công dụng ra sao, có sử dụng được hay không. Nói chung là tình trạng của món hàng á, anh em phải xem và nghe, suy nghĩ kỹ, rồi giá như thế nào. Chứ mình trên clip mình nói rất rõ rồi, nhiều anh em á, trên clip nó nói rất rõ rồi, nhưng mà vẫn vào hỏi món hàng đó như thế nào, rồi giá là sao. Mình đã nói rõ hết trơn rồi, mình có giấu giếm gì đâu. Công khai giá, rồi báo rõ chi tiết mà vẫn vô hỏi, rồi kêu chụp hình gửi nữa. Anh em lưu ý là mình bán hàng là đã báo rõ trên video hết rồi, và mình bán hàng là qua video chứ không phải là qua hình ảnh, cho nên là anh em không yêu cầu mình chụp hình nè. Nói như thế thôi. Còn về giá thì đã bao gồm phí vận chuyển hết. Anh em mua hàng thì chỉ trả đúng số tiền ghi trên từng sản phẩm thôi, và anh em mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì được giảm 30.000 đồng. Ví dụ anh em mua món đầu tiên là 200, món thứ hai là 200, hai món cộng lại là 400 thì anh em được giảm 30.000 đồng, là còn 370. Mua 3 món thì còn 540, 4 món thì còn 701. Rồi, về hình thức và giá là như thế. Không làm mất nhiều thời gian nữa, mình vào nội dung chính luôn nha mọi người. Và cái quỹ lá lành đùm lá rách thì khi nào có phát sinh quỹ, có anh em đóng góp á, hoặc là có chi gì đó thì sẽ công bố. Chi số tiền trên 1 triệu thì sẽ quay clip cho anh em, còn chi số tiền nhỏ nhỏ thì không có quay nha mọi người, chỉ công bố cho anh em thôi. Rồi, vào nội dung chính nha mọi người. Bắt đầu mã số 123 là dép. Nhiều người dép da Thái hôm trước anh em có hỏi đó, thì hôm nay mình về nè. Có mấy đôi nữa là hết rồi, người ta thanh lý còn có mấy đôi này nữa là hết nha mọi người. Bắt đầu mã số 1, nói chung là dép đồng giá hết nha. Đồng giá 350, bao phí vận chuyển. Mã số 1 350.000 đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn. Mấy đôi dép này thì phù hợp với anh em mà đi làm việc hoặc là con mình nó đi học rồi đó. Nó là size 40, có một đôi duy nhất nha, size 40. Đó, bằng da, đế cao su nó làm chống trượt nha mọi người, làm cũng khá là đẹp đó. Hôm trước lấy về mấy đôi bán anh em hỏi dữ lắm. Thì hôm nay là còn tiếp tục mấy đôi nữa là hết nha mọi người. Có một đôi duy nhất, size 40 nha. Giá 350, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đó. Này là để 3 năm rồi nha mọi người. 3 năm rồi, nhưng mà nếu bằng không phải là bằng da bò thật là nó hư rồi. Nó mình gờ vô gì là nó tự tróc hết trơn à. Bằng da thật thì nó mới còn vậy à. Đó. Nếu mà simili giả da là gờ vô là nó tróc trơn à. Đó. Cho nên là bằng da bò thật, anh em cứ yên tâm. Mã số 1, 350.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 2, 350.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 2 nha. Cái này cũng có một đôi duy nhất thôi, cũng là size 40 luôn. Đó, cũng có quay hậu luôn, đi làm hoặc là đi học hành công sở á, là xài mấy cái này là hợp lệ cho mọi người. Đẹp luôn á. Đi học mấy cái trường học nó hay bắt buộc là phải mang dép mà có quay hậu thế này. Chỗ này có trầy nhẹ nhưng mà da thì trầy gì, nhiều khi anh em bắt bẻ mình mới nói thôi. Hàng bóp da hoặc là dép da rồi mấy cái trầy nhỏ vậy là bình thường. Nhiều khi anh em mua về cái chụp hình gửi qua nè, cái bóp nó bị trầy miếng nè. Trời ơi. Bóp mà giá có 100.000, trăm mấy chục ngàn thì mấy cái chày vết đó là chuyện bình thường mọi người. Nhiều khi người ta sản xuất ra rồi người ta quăng, đâu phải là hàng cao cấp đâu mà người ta nâng niu mọi người. Đâu phải bóp 1-2 triệu đâu mà người ta nâng niu. Bóp mà bán ra thị trường là hơn 100.000 à. Rồi chi phí đồ này kia nữa thì cái giá mà vốn tại xưởng nó thì dưới 100 rồi. Dưới 100 thì nó đâu có nâng niu đâu. Thì những cái nhỏ nhỏ đó thì mình không nên mọi người. Quan trọng là nó không có gách được rồi, nó vẫn còn đẹp, nó vẫn thẩm mỹ thì được rồi. Rồi, 40 luôn nha.
Rồi mã số 2 nha mọi người, 350 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 2 350.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn, xe 40 luôn nha. Tiếp theo mã số 3, 350.000 luôn. Cái này thì size 41, cái này có được 3 đôi nha mọi người. Size 41 có được 3 đôi thôi. Có được 3 đôi. Size 41 nè. Da bò thật nha mọi người. Da bò thật. Dép thái da bò thật. Xe 41 có 3 đôi nha. Rồi giá của nó là 350 bao phí vận chuyển cho anh em. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn, 350.000. Rồi mã số 4, 190.000. Hôm trước bán 200 nhưng hôm nay lấy nhiều giảm được xíu cho nên là giá 190 nha mọi người, 2 đôi. Mã số 4 nha, 190. Anh em chốt hàng nhớ chốt, lưu ý là chốt đúng mã nha mọi người. Mã số 4 nè. Giá 190, dép là dép số 6, size số 6 á, size số 6 nghĩa là chân mà mang dép mà 36, 37 là mang vừa nha, 36 hoặc là 37 mang vừa, 36 thì mang nó hơi lỏng xíu, còn 37 thì mang nó vừa, đó. Khi giao hàng cho anh em thì gối nó còn gọn lại thì giao thôi, tại vì dép này bán không có lời như mọi người, gối quan trọng là nó làm sao nó an toàn đến tay anh em là ok. Kiểu dáng nó như thế này nha. Số 6 nè, là size 36-37. Mã số 4 nha, anh em chốt hàng lưu ý là nhớ chốt đúng mã nha mọi người. Dép này là mã số 4 nha, size 36-37 á, một đôi nè. Dép Thái nha mọi người, made in Thái Lan đàng hoàng nha. Đó, made in Thái Lan đàng hoàng. Đây cũng vậy, made in Thái Lan. Hai đôi nha mọi người. Hai đôi là 190, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đo thử một cái chiều dài nè. Chiều dài thì nó khoảng 24 mọi người, hơn 24 một chút. Dài hết đôi dép luôn là nó gần 24,5, 24,4. Rồi đây cái màu cũng y chang vậy mà cái màu khác nha. Đó. Rồi qua mã số 4. Mã số 4, 190, bao phí vận chuyển. Tiếp theo mã số 5, giá 190, bao phí vận chuyển. Mã số 5 nha. Cũng là size 36, 37 nha mọi người. Cũng là size 36, 37 mang vừa. Hai kiểu này đây. Số 6 nè, xe 36 và 7 màu vừa. Ở đây đâu kiểu khác. Số 6 nè, đó là 36 và 7 màu vừa. Nhiều dép thì nó để size 35, 36, 37. Còn nhiều dép để số gì mua. Vẫn là made in Thái Lan nha. Mình đừng Thái Lan, dép Thái hết. Dép này thì nó có đường gân nè. Mang nó cũng khá là êm chân á. Rồi qua mã nha mọi người. Mã số 5 nha. Mã số 5. Giá cũng 190 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Đây, mã số 5, giá 190.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 cũng vậy nha mọi người, mã số 6 cũng 190.000 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cũng là dép số 6 nè. Đó, size 36 37 mang vừa, chân 36 37 mang vừa nha. Cái này là màu đỏ. Khá là đẹp nha. Rồi, đồng giá luôn, 190.000, mã số 6 nha mọi người. Mã số 6, 190.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Do nó có nhiều màu cho nên là đưa lên nhiều, nó lu bu mọi người. Chứ thực chất là nó có 3 size thôi. Nhưng mà do nó có nhiều màu,
Này mã số 7 nè, 190, này là dép số 7. Mã số 7 nhâm chính là dép số 7 là size 37 38 á. Size chân 37 38 mang vừa. Size chân 37 38 mang vừa. Thì màu nó như vậy nha. Số 7 nè. Size chân 37 38 mang vừa. Đó, cái này thì nãy giờ anh em cũng có xem rồi. Mở ra cho mình xem lại cái. Nó kiểu dáng cũng y chang thôi mà nó khác thôi, khác size thôi. Số nó lớn hơn chút. Đó, do là màu nó có nhiều màu cho nên là phải đưa lên cho anh em xem hết. Rồi, này là mã số 7 nha. Mã số 7 size 37 38 mang vừa, giá 190. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 8 giá 190 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Nói chung là dép thái này, dép thái nữ này đồng giá 190 hết. Chất liệu nó là giống như bi tít nha mọi người, nó rất là nhẹ nha, giống như là bi tít vậy đó. Rất là nhẹ. Made in Thái Lan nha. Cũng là số 7 nè, size 37 38 nè. Mang vừa. Đó. Còn cái này thì nó màu này đây. Rồi, mã số 8. Giá 190, size 37 38 mang vừa. Thế đo size dép số 7 cho anh em xem. Nó dài khoảng hơn 25 á, khoảng 25.2 á mọi người. Khoảng 25.2 á, xuống tuốt dưới này nè. Khoảng 25.2. Là tính tới đây luôn rồi nha. Tiếp theo mã số 9, giá 190.000 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Cái này là size gì đây, size số 7 luôn nè. 37 38 mang vừa. 37 38 mang vừa nha. Và một đôi là màu đen. Do hàng tồn kho cho nên nhiều khi để nó dính bụi rồi hay gì đó, về anh em chà lại một cái là nó sạch nha mọi người. Chứ nhiều khi anh em nói dép mới mà sao mà nó dơ. Thì để lâu thì nó dính bụi. Thì về anh em chà sơ lại nha. Rồi qua mã nha mọi người, mã số này là mã số 9. Giá 190 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 cũng 190 luôn. Là dép này là số 8 là size 38 39 bằng vừa nè. 38 39 bằng vừa, chân hơi to chút xíu nha. 38 39 bằng vừa. Anh em mua hàng cho mình thì cũng nghiên cứu để mua tặng cho vợ hay là những người phụ nữ của mình á, thân yêu của mình một đôi nha mọi người, một cặp như vậy nè. Xài cái này nó bền lắm, để mang đi chợ rồi mang ở nhà đâu cũng được. Cái này số 7. Đây nè, size 37 38 á. Mang vừa. Nó có quay rồi luôn nha, cầm lên rất là nhẹ. Hai đôi này thì đôi này nó dài hơn chút. Này mọi người, nó dài hơn chút xíu. Dài hơn chút xíu à, không có nhiều. Rồi. Qua mã nha, mã số 10, 190 luôn. Hai cái này thì hơi khác size nhưng mà chân 38 là mang vừa hết. Tiếp theo mã số cuối cùng của dép là mã số 11, giá 190 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái này là size to nè, vẫn là số 8 là size 38 39 nè, mang vừa.
Mã số 11 nha mọi người. Dép size số 8 là 38 39 mang vừa. Rồi đây là cái đôi màu đỏ. Cũng số 8 luôn. Size 38 39 mang vừa. Rồi, mã số nha mọi người, mã số 11. Giá 190, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là mã số 12 nha mọi người, giá 201, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 12 giá 210.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Một cái kính nha. Tặng kèm cho anh em cái khăn này nè. Rồi ngoài ra thì nó có cái khăn đi theo cái kính nữa. Mặc dù là hàng nhái nhưng mà nó có đầy đủ hết nha mọi người. Nè. Sổ luôn nè. Đó, rồi đây nữa nè. Đó, mặc dù là hàng nhái nhưng mà nó đầy đủ hết. Rồi, những cái kính mà Ray-Ban mà xịn đó mọi người, mà hàng đã qua sử dụng rồi á, hoặc là kính ao, kính solet, kiểu dáng nó y chang như mấy cái này y chang à. Mà bán là có cây 6 triệu, có cây 7 triệu, có cây 4 triệu mọi người, giá nó rất là cao luôn. Nhưng mà chưa chắc là hàng chính hãng đâu. Cho nên là mình mua mấy hàng này là chắc ăn nhất. Xài lâu hư dục, hoặc là nhiều khi mình quên mình để ở ngoài á, nó mất thì mình mua cây khác nó cũng không tiếc mọi người. Còn nhiều khi mình mua dính những cây đó chưa có biết có phải là chính hãng hay không, nhưng mà giá nó rất là cao rồi đó. Cây bên trong á là nó đổi màu nha, tùy theo tư thế mình quay là nó sẽ có những cái màu khác nhau. Còn bên ngoài là nó màu trà đó, bên ngoài là nó màu trà, đẹp lắm. Sẵn có cái khăn lấy chùi sơ sơ cho anh em. Đó, về anh em chùi kỹ lại. Đẹp nha mọi người. Giờ mình đo kích thước trước đi để em thôi lát mình quên. Chiều ngang nè. Chiều ngang là nó khoảng 14. Đó, khoảng 14 nha. Còn cái càng. Cái càng thì cũng khoảng 14 luôn. Trồng nó rộng. Trồng rộng khoảng 5.5 nha. Trồng rộng 5.5 đó. Trồng rộng 5.5. Rồi những cái chi tiết này mọi người, nó đóng chữ nó, ở đây nè mọi người, nó khắc. Nó khắc hình như khắc chìm luôn á. Gờ do nó cộm cộm tay, mà do nó nhỏ quá thì rất là khó thấy nha. Đó. Bên đây có đóng chữ nè. Nhiều khi nhỏ quá mình cũng không có thấy. Rồi bên đây cũng có chữ nữa nè. Hình như là chữ nó khắc chìm luôn á. Bên đây nó đóng là nhìn thấy là chữ Italy, Made in Italy nè. Đó. Anh em thấy màu mờ đó, Made in Italy. Ray-Ban rồi Made in Italy. Không khác gì cây kính xịn hết mọi người. Còn bên đây là mã số thông số của cái kính á, nhưng mà nó nhỏ quá mình không thấy. Rồi ở đây cũng có nè. Ở đây cũng có chữ nữa nè. Phía trên này nè, nó cũng có chữ nè. Thì về anh em muốn chữ gì, biết chữ gì thì về mình coi nha. Chứ quay này nhiều khi nó rất là nhỏ, mình không có thấy. Đó. Kiểu dáng khá là đẹp luôn, chữ thì nhiều lắm, chỗ nào tùm lum hết trơn. Rồi hai bên ve này nó cũng có chữ RB luôn, là Ray-Ban á. Đẹp lắm nha. Mấy kính này mà Ray-Ban xịn á, mình thấy nó bán nhiều khi 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu tùy theo giá mọi người. Cũng giống hệt vậy luôn đó. Rồi, giá của nó là 201 nha, mã số 12. Giá 201, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Rồi, tiếp theo là nước hoa nha mọi người, nước hoa mã số 13, giá 250, 3 chai. Nước hoa này là lúc trước anh em xài rồi cái kêu mình lấy cái mẫu y chang này về bán nè, nhưng mà anh em cũng biết đó, 3 năm nay đâu có bán được đâu mọi người, không có lấy về được đó. Cái loại này nè anh em xài rất là thích luôn, và đảm bảo với anh em mình có lấy về xài thử rồi, cực kỳ đã luôn mọi người. Lúc trước bán là 120.000 một chai á, chai nhỏ này nè, 120.000 một chai.
nó để là lăng Mỹ nè, USA lăng Mỹ nè. Nhưng mà mình nghĩ này là hàng Thái chứ không phải là Mỹ xịn, nhưng mà nó thơm dữ lắm. Sức thử rồi, mùi thơm nó tỏa xa. Khi mà anh em lăn vô xong á là mình đứng người đứng ngoài là mùi hương nồng nặc rồi đó, rồi thêm cái nữa là lâu, từ sáng tới chiều vẫn còn mùi thơm nực nồng luôn, từ sáng tới chiều vẫn còn mùi, đặc biệt là chai lăn cơm nè. Mình mới thử chai lăn cơm, còn hai chai này thì chưa thử nha, nhưng mà nó cùng hàng này thì nó cực kỳ luôn. Cùng hàng này thì anh em khỏi phải sợ, anh em mua cái này về là xài là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Tính ra mà 250 bao phí vận chuyển, chai nó hơn 80 ngàn chút xíu à, mà đã bao phí vận chuyển luôn à. Chai thì nó khoảng 15 ml nha mọi người, chắc nó khoảng tầm 10 đến 15 ml á. Nó không có để bao nhiêu ml, nó thơm như nước hoa Dubai vậy đó, đã lắm. 12 ml nè, đây để luôn nè mọi người, 12 ml đó, 12 ml như nước hoa Dubai luôn mọi người, nó thơm dữ lắm. Mà nước hoa Dubai anh em không biết, mua con công bướm nữa, có con chai một mà không có hộp là cũng 170 ngàn rồi, có hộp là 190. Nước hoa Dubai thì nó cũng tầm nước, cũng tầm này chứ gì, 15 ml chứ gì, Dubai á, nó hơn này xíu. Đảm bảo anh em là mua về là mình xài là không có thất vọng. Đó, cái chai mà loại mà nó có khí khí này nè, lúc trước anh em chụp hình qua kêu mình mua mà có đâu mà mua, mua không được mọi người, tại xài chất lượng nó tốt á, thơm dữ lắm. Vợ nhỏ gái nhỏ của mình nó mới học lớp 2 à, mà nó xin chai rồi, nó thấy khoái quá nó lấy nó xài luôn, nó xin chai xài đã lắm. Đảm bảo với anh em mua về xài là không có thất vọng. Mà khi mà mua về xài cảm thấy ngon rồi á thì nên liên hệ với mình sớm nha, cái này là nói thật, tại vì không có còn nhiều nha mọi người, không có còn nhiều. Về thấy hôm trước mình đi lấy thấy nó còn khoảng chừng 10 lốc, 10 lốc mỗi loại á, mỗi loại này còn nhiều nè. Loại lăn cơm này xài mình thử là cực kỳ ngon luôn đó, còn mấy này thì còn ít cái 1-2 lốc rồi, nó nhiều mùi nhưng mà lấy chủ yếu là ba mùi này thấy thấy xài nó ngon. Còn lăn cơm này còn nhiều, nó còn khoảng chục lốc, cho nên là anh em về xài ngon thì liên hệ sớm để mình lấy về nha mọi người, để em thôi là nó hết hàng. Thơm đảm bảo với anh em xài là về là không có thất vọng đâu, ba chai 250, anh em mua về xài đi, để Tết đồ xài cũng ngon nữa. Rồi mã này là mã số 13 nha, 250 ngàn bao phí vận chuyển cho anh em luôn, lúc trước là 120 ngàn một chai á, giờ thanh lý rồi rẻ rồi, nên có cơ hội thì mình mua xài mọi người. Tiếp theo mã số 14, mã số 14 là một cái nhiệt kế mọi người, nhiệt kế ở này chắc nó sản xuất cũng lâu lắm rồi, không có thấy cái năm nè, IRT 3020 trên đây cũng có nữa gì, nên coi cái số to to chứ coi chỉ số nhỏ đây nè, thermal scan là cái gì đó, là đo lỗ tai dịch ra làm sao đó. Cái hiệu của nó là hiệu này là hiệu của Đức nha mọi người, hiệu Raoul nè, của Đức nè. Cái mã của nó là IRT 3020, bây giờ nó lên tới cái đầu là 6 luôn rồi, cho nên là cái này sản xuất là mình nghĩ là lâu dữ lắm rồi, tại vì không có tìm thấy cái năm, không tìm thấy cái năm sản xuất, nhưng mà nó vẫn còn xài tốt nha, xài ngon lành tại vì nó còn mới mà. Đó. Bên trong thì chỉ còn như thế này thôi nha, nó còn mới xài đã lắm. Thông số của nó đây à, nó để là nó xài nè, mã máy nè, xài pin là CR 2032 nhân 2 DC 6V, tức là nó xài hai cục pin 2032 á. Pin 2032 là cái pin tròn, pin tròn là trong đây mình có nè, mà nó tròn khoảng như có cục pin để ở đây luôn mà nhiều quá cho nên là không có đổ ra đó, nó tròn vậy nè, tròn vo vậy đó. À, mỏng pin, nói chung là pin dạng pin đồng hồ mà dạng to, dạng to to hơn ngón tay cái, nó tròn vo luôn. 2032 thì anh em xài hết pin thì anh em lôi cái cục pin nó ra thì mình lại tiệm mua, nó bán nhiều lắm. Cục lúc trước mình mua 15 ngàn cái gì, 15 ngàn cục. Cái này nó còn nguyên nhưng mà mình mới khui ra nè,
khui ra nha mọi người, mới khui ra. Cái máy là nó sản xuất ở Đức nha. Máy nè, Made in Germany là sản xuất ở Đức. Còn cái đầu đây nè, cái đầu để mình thay thế vô cái này nè, đó là nước ngoài người ta kỹ lắm mọi người, xài tại vì nhét vô lỗ tai á, người ta sợ dơ, sợ dơ cho nên là xài xong người ta thay. Cái này trên thị trường cũng có bán luôn nha, một hộp gì nó bán như đâu cả 100.000 á, một hộp cái này nè, nó bán cả 100.000 cái, một hộp 20 cái. À, cái này thì sản xuất ở Mỹ nha, Made in USA, sản xuất ở Mỹ, có 20 cái thì mình lấy ra hết cái là còn 19 cái. Lấy ra để gắn vô đây để thử nè, test thử nè. Còn cái này là cái khay đựng pin nè, nhưng mà nó cứng quá mình mở ra không được. Rồi không có dám can thiệp, nếu can thiệp mà lấy cái vật gì cứng để mình đẩy nó ra thì sợ là nó trầy, cho nên là không có mở ra. Anh em xài nào hết pin rồi anh em nghiên cứu anh em mở ra nha. Nó xài hai cục pin tròn á. Thường thường là cái này nó có cái dấu nè, mình đẩy nhẹ cái là nó văng xuống rồi mà sao tại sao mình không có đẩy được, nó cứng ngắc à, không đẩy được. Thì nào anh em xài hết pin thì nghiên cứu nha. Còn này tại vì hàng nó còn mới mà can thiệp nhiều khi nó trầy rồi nó gãy nữa rồi nó mất giá trị của cái máy. Đó, cách xài thì rất là đơn giản, anh em muốn thay cái miếng này thì khi mình đã test thử rồi về anh em lấy cái miếng này ra anh em bỏ đi, bỏ rồi anh em lấy cái đầu khác anh em gắn vô để xài trong nhà mình. Đó, đo sốt của mọi người, muốn thay thì anh em ấn vô nút này nè. Đó, mình ấn vô cái này, cái đầu này nó lồi ra, nó đẩy cái này ra, rồi mình lấy cái đầu khác thay vô nha. Đó, rồi mở máy thì ấn nút này là nút mở nè. Độ C nè, nó có cái hình chọt vô lỗ tai nè. Khi mình xài á là mình chọt vô lỗ tai, chọt vô lỗ tai xong mình chọt vô lỗ tai cho nó ngay ngắn đàng hoàng thấy im rồi đó, rồi mình ấn vào giữ nút này, khi nào nghe cái tít cái là mình buông ra. Rồi mình để vô lỗ tai thử cho anh em xem nha. Ngon lành nè, bắt đầu mình bấm nút nè. Đó, nghe cái bíp gì đó. Hiện tại mình đo là 36 độ nè. Đó, thân nhiệt của mình hiện tại là 36 độ. Rồi, muốn tiếp tục đo nữa thì cứ nhét vô lỗ tai đàng hoàng. Bây giờ mình đo lại một cái nữa rồi nó thay đổi bao nhiêu nha. Vẫn là 36 độ, để mình đo bên lỗ tai bên kia. Độ. Đó. Rồi anh em để một lát là nó tự tắt nha. Khi mình để không xài lát là nó tự tắt để nó tiết kiệm pin á. Còn cái khay pin thì sao mà nó cứng quá, mở không được thì khi nào xài hết pin thì anh em nghiên cứu thêm nha. Rồi này là mã số 14, 700k, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 700.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Rồi mình xem, muốn xem cái những cái lịch sử đo thì đây nè. Đó, mình bấm nút này là nó nhảy nè. Nó giữ được có mấy số à? Mấy kết quả đo. Hình như 3 kết quả hay vậy. 36,2 nè, 36,8 nè. À, rồi cách xài như thế nào thì anh em về nghiên cứu thêm. Mình để lát là nó tự tắt nha mọi người. Đây nó có miếng giấy gì nè, cái mã đời của nó nè. Hướng dẫn gì lung tung đó. Rồi qua mãi nha mọi người. Tiếp theo là mã số 15. Mã số 15 là một cái máy xay thịt nha. Máy xay thịt giá 1.350.000, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Nó còn nguyên cái thùng vậy nè. Đó, nó giới thiệu mình là xay nhuyễn nè, thịt nè, củ hành nè. Đó, cái nhân vật chính đây nè, làm mấy món nè, xay xong làm mấy món ăn nè. Rồi, cái hiệu của nó đây nha mọi người, hiệu của nó là Amlay nè. Amlay là nghe nói là cái hiệu này xài ngon hơn cả National và Panasonic luôn mọi người. Nó sản xuất tại Nhật luôn nha, thương hiệu nội địa Nhật, sản xuất ở Nhật luôn.
Amline. Đây là còn cái sổ nè. Đó, cái sổ để nó là không nên lấy kìm nè, về anh em nghiên cứu thêm. Đó, không nên ghim nhiều thiết bị cùng lúc nè, chỉ ghim một cái thôi. Ở đây là mấy cái bộ phận trong máy nè. Cái nắp, cái lưỡi dao, cái đầu bào, cái cối. Không nên đổ nước trực tiếp vô rửa nè. Rồi tránh trẻ em nè. Đó, ta cảnh báo mình đó, về thì anh em nghiên cứu thêm nha. Rồi nhân vật chính ở đây. Bên trong nó chỉ còn một miếng mút thôi nha mọi người, miếng mút lót dưới thôi, còn miếng mút lót trên thì nó không có. Nó chỉ có bao nhiêu đây thôi, cái lưỡi dao. Lưỡi dao thì để trong cái hộp như vậy nè. Rồi, khui nó ra nha. Đó, khi mình rửa thì mình lấy cái cối ra mình rửa, chứ không có rửa, không có xịt nước trực tiếp vô rửa nha mọi người. Đây là cái lưỡi dao nè. Đó, lưỡi dao còn trong hộp luôn, chưa có sử dụng nha mọi người. Rồi mình muốn sử dụng thì mình nhớ là anh em lưu ý là ghim điện 100V nha. Cái này xài điện 100V anh em lưu ý nha, phải xài qua ổng áp nha mọi người. Xài điện 100V nè, mắt in da băng nè, AC 100V, nó là 100W. Đó. Anh em lưu ý là điện 100V nha. Rồi anh em mở dây điện ra. Rồi cắm điện 100V vào. Đó, cái này nó lắp á, khi mình mở ra nè. Mở nắp ra nè. Rồi cái đầu bào nè. Đó, lắp thì mình lắp vào. Tháo cái cối ra, lắp cái cối. Cái cối thì anh em để nè, ở đây nó có cái rãnh nè. Đó, hai bên nó có cái rãnh, ở đây nó có cái lẫy nè, để mình gài vào. Cái này là phải nhét nó sâu xuống dưới nha. Để lát mình nhét sau. Rồi anh em để nè, từ cái rãnh này nè, để cho nó ngay cái chốt phía dưới á, mình dặn ngược lại. Đó, dặn từ qua đây nè, dặn ngược lại. Dặn ngược chiều kim đồng hồ. Đó. Mình muốn để cái cán cho nó quay xuôi về đây á, cho nó dễ thì mình quay mình để cho nó ngay thì cũng ngay cái lẫy nè, rồi mình gài lại. Còn cái này là thì mình phải để cho nó sát xuống phía dưới. Rồi lắp cho nó sát rồi đó, cho nó cứng rồi đó. Rồi mình để cái này vô. Để vô thì can ngay. Can cho nó ngay khớp. Đó, ngay khớp là nó lọt xuống dưới nè. Là ngay khớp rồi đó. Lọt dưới. Rồi đậy cái nắp lại. Bỏ rau củ gì vô đó. Thịt thì bỏ vô dễ rồi. Còn cái này bỏ rau củ rồi chắc bỏ phía trên này quá. Chắc vậy quá. Cái này mình chưa từng xài cho nên là không có biết nha. Rồi chỉ việc ấn thôi mọi người. Đó. Rồi chỉ việc ấn là nó chạy thôi. Để mình để lưỡi dao vô thử nha. Rồi lắp lưỡi dao vô xong nè. Rồi ngon lành nha mọi người. Qua mã nha, giá của nó là mã số của nó là 15 nha. Mã 15, giá là 1.350.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Mã 15 giá 1.350.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 1.350 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã số cuối cùng là mã số 16 nha mọi người. Giá 1.400.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 16 giá 1.400.000. Ngoại hình. Hàng đã qua sử dụng thì còn như thế này là cơ bản đẹp nha mọi người. Không thể nào tránh khỏi chạy xước nhưng mà nó không có bể vỡ gì hết nha. Không bể vỡ gì hết. Đây là cái bình nước. Bình nước cho nó nha. Anh em đổ nước thì mở cái này ra, đổ nước vô. Mình không có đổ nước vô tại vì đổ nước vô cái nó
nước nó chảy tùm lum. Đây là cái lọc. Lọc thì nó còn cũng cái này người ta có giặt rồi nè, cho nên nó phai màu nè. Giặt rồi cho nên nó phai màu nhưng mà nó vẫn còn đẹp nha mọi người, vẫn còn xài ok ạ. À. Nó có phai màu sơ sơ đó, nhẹ nhẹ đó. Anh em để thì cái bánh răng to nè, luôn luôn phút nào cũng phải xây ra phía mặt ngoài á. Mặt ngoài anh em lắp vô, xây qua phía mặt ngoài á. Lắp sao mà xây nhẹ nhàng gì là ok nè. À, xây nhẹ nhàng là ok nha. Hiệu Daikin nha mọi người. Hiệu Daikin. Còn cái màn lọc á, cái màn lọc thì anh em mở á, thì bên đây, hai bên này nó có hai cái chốt nè, bên đây cũng có cái chốt y chang vậy nè, thì mở thì đơn giản thôi, bấm vô hai cái chốt rồi đẩy lên, đó, bấm vô hai chốt đẩy lên là mở ra. Khi mà anh em mở cái nắp này ra rồi đó là bấm điện nó không có ăn nha mọi người, mở nắp ra là bấm điện không có ăn. Tại vì khi mình đậy nắp á, chỗ này nó có cái công tắc nè, khi mình đậy nắp là cái nắp, chỗ cái nắp nó có cái, nó có cái khe á, nó lọt vô đây nè, là nó đẩy công tắc này vô thì mình bấm máy nó mới ăn nha. Còn mà anh em mở nắp ra là bấm máy là nó không ăn đâu. Màn lọc bên ngoài nè mọi người, đã vệ sinh, nói chung máy này đã vệ sinh sạch sẽ cho anh em rồi, về chỉ cắm điện xài thôi, vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài hết rồi, về chỉ cắm điện xài thôi. Chỗ này là cái hộp trimmer của nó, là cái hộp để mà nó khử khuẩn mọi người. Này màn lọc than hoạt tính, nói chung là mấy màn này nó còn đẹp hết nha mọi người. Còn này là màn màn lọc bụi nè, màn HEPA lọc bụi, còn đẹp trai lắm, còn khá là đẹp luôn á. Màn than hoạt tính cũng vậy, màn này là không cần thay thế nè, còn màn này là tuổi thọ 10 năm nè. À, xài 10 năm nhưng mà mình xài kỹ kỹ, mình lấy ra mình vệ sinh, mình hút bụi sạch sẽ, thổi bụi sạch sẽ là xài lâu lắm mọi người. Cái hộp trimmer nó thì này rút ra thôi à, để nó phát ion diệt khuẩn đó. Lắp vô là lắp cái màn HEPA trước, màn HEPA là ở đây nè, nó có cái lẫy này nè, anh em mà lắp để cái màn than hoạt tính chứ, màn than hoạt tính nằm ngoài là khởi động máy nó cái trimmer nó sẽ không có hoạt động nha, cái đèn trimmer nó nhấp nháy hoài, cho nên là mình phải để phía trong cái nè, cho nó chạm với cái đó là mới đúng nha. Màn này là phải để cho nó sát vô trong à, trong cái mí nè. Rồi ở đây người ta có hướng dẫn nè, mũi tên xây ra ngoài nha, à, mũi tên xây ra ngoài, cái mặt màu xanh này xây bên trong nè. Rồi đẩy tiếp tục cái màn này lại, rồi xong đóng nắp lại mới hoạt động máy được nha mọi người. Đóng nắp thì đóng từ trên xuống. Xích ra luôn rồi, để anh gắn vào lại nha. Rồi ngon lành nha. Rồi cho anh em xem cái mặt sau của nó nữa chứ. Anh em lưu ý là xài điện 100V nha. Xài điện 100V. Này nè, mã nó là MCK55B-VKF, sản xuất năm 2014, đời nó là 2014. Điện 100V, công suất 58W, 58W, xài phòng 40m2 trở lại nha mọi người, 40m2 trở lại. Đó. Rồi cách sử dụng thì cắm điện 100V à, anh em cắm điện 100V, cắm điện 100V xong rồi bấm khởi động máy. Đó, đèn xanh xanh nè, độ ẩm giờ nó còn trên 70 độ á, khi nào mà độ ẩm thấp á thì nó sẽ hạ sẽ cái đèn này xuống chút xíu. Nút này là nút bật tắt nè, nút này là lọc mạnh nè. Khi mà anh em mà xài chế độ mà
Ví dụ anh em xài tự động không á, nè không có nước nó báo nè, khi nào anh em đổ nước vô là cái đèn này nó không có sáng nha, nó không có báo. Anh em xài mà ví dụ mà xài toàn là chế độ tự động không á thì lâu lâu anh em phải bấm nút đèn cái, tức là ngày phải bấm cho nó chạy một lần vậy đó. Đó, nó lọc mạnh. Cái này nó dịch ra là tuần hoàn sạch đó, là làm sạch nhanh. Thì khi mình xài chế độ tự động không thì lâu lâu phải bấm một cái. Còn bên đây là điều chỉnh cái luồng không khí, cái sức mạnh của không khí á. Đó. Đó. Khi mình bấm lúc này là bên đây nó tắt, tại bên đây là lọc mạnh. Còn đây là điều chỉnh bằng tay. Yếu nè. Trung bình nè. Mạnh nè. Đó. Rồi bên đây là chế độ lọc cái gì nè. Để mình dịch kìa. Ở trên đây là tự động nè, còn dưới đây là phấn hoa hay là cái gì mình quên nè. Anh em đưa Google dịch vô là nó ra hết à. Ở dưới đây là lọc chế độ buổi chiều tối nè. Buổi chiều tối ấn nút này là nó lọc nhanh nè. Rồi ở trên nè, đèn ở trên là lọc phấn hoa. Bên Nhật nó có một số người dị ứng với phấn hoa là nó bấm nút này là lọc phấn hoa. Còn trên đây là tự động, nó lọc nhẹ nhàng. Đó, mình xài tự động thì lâu lâu mình phải ấn nút này. Còn lúc này là diệt khuẩn, Tilatma diệt khuẩn nè, trimmer nãy đó. Lúc nào mình cũng phải bật. Rồi cái này là tạo ẩm. Tạo ẩm thì ở trên đây cổ họng và da nè. Còn dưới đây là, còn ba khất này là ở dưới đây là yếu nè, trung bình nè, mạnh nè. Đó, tạo ẩm á, yếu, trung bình và mạnh. Còn trên đây là xài cho cổ họng và da. Còn cái đèn ở trên đây nó sáng á, đèn này sáng là nó báo, đèn trên đây sáng là báo màng lọc bị bẩn nè, là mình phải đi vệ sinh màng lọc nè. Còn đèn này sáng á, là nó báo hết nước nè, là mình phải đổ nước vô nè. Khi mình tạo ẩm á, mình bấm vô nút tạo ẩm là nó sẽ báo hết nước. Rồi ở dưới đây là khóa trẻ em. Khóa trẻ em mình phải ấn và giữ. Đó, là bấm các nút khác nó không ăn nè. Khóa cho em nó sáng, bấm các nút khác không ăn thì mình ấn và giữ để tắt nó đi. Đó. Rồi, sử dụng cái máy này đơn giản vậy thôi. Chỗ này là điều chỉnh không điều chỉnh tạo ẩm, họng và da, còn dưới đây là mạnh, trung bình, yếu. Này Eco Novi tiết kiệm điện, mình ấn nút này là xài tiết kiệm điện nha mọi người. Khi mình ấn cổ họng và da là tiết kiệm điện, không có ấn được xuống tự động thì tiết kiệm điện ngắn mới được. Nút này là bật tắt, nút này bật tắt cái diệt khuẩn, còn nút này là lọc mạnh, còn bên đây là điều khiển cái luồng không khí yếu, trung bình, mạnh. Rồi bên đây là buổi tối, chiều tối, phấn hoa và tự động. Rồi để test lấy thuốc, test thử cho anh em xem cái luồng không khí nha, test khử mùi rồi đó. Cái máy này phòng xài máy lạnh hoặc là máy quạt. Máy lạnh máy quạt đều nè, khói thuốc vô nè, nó đỏ nè. Máy lạnh máy quạt đều xài cái máy này tốt nha mọi người. Máy lạnh thì không khí nó khô, khô thì mình này tạo ẩm. Còn máy quạt thì nó vẫn khô, thì mình tạo ẩm, nó vừa tạo cái không khí lạnh ở trong phòng và nó vừa tạo ẩm cho mình luôn. Cho nên là máy lạnh máy quạt đều tốt hết. Bên đây là nó cảm biến bụi nè. Bên đây cảm biến mùi, khi nào có mùi lạ thì nó sẽ xuất hiện cái đèn cam hoặc là đỏ tùy theo. Đó, khi khói thuốc nhiều là nó chuyển luôn nè. Bên này cảm biến mùi, bên này cảm biến bụi với cái gì đó. Đó. Rồi để mình cho nó lọc nhanh. Lọc nhanh để nó làm không khí sạch cho nó nhanh đó mọi người. Mình để tự động cũng được, nhưng lọc nhanh cho nó mau. Nhưng mà mình xài trong phòng ngủ á, thì mình có xài hai cái, nhà mình có hai phòng, xài hai cái thì lúc nào mình cũng để tự động hết mọi người. Xài tự động thứ nhất là tiết kiệm điện, còn thứ hai là để cho cái máy nó tự hoạt động. Còn muốn tạo ẩm mạnh thì mình bấm vô tạo ẩm mạnh, tùy theo mình xài. Nhưng mà thường thường mình để tự động không, khi nào mình cần nó mát nhiều thì mình để cái chế độ tạo ẩm mạnh. Rồi tạo ẩm mạnh anh em nhớ là đổ nước vô. Để tự động thì khi nào mà độ ẩm này nè, đèn báo độ ẩm nó xuống thấp thì nó mới tự động phun độ ẩm ra.
Còn mình bấm vô nút mình điều chỉnh thì nó cứ ra hoài luôn. Rồi để lọc nào nó sạch mình cân nha. Rồi nó lọc sạch nè mọi người, xanh hết rồi đó. Vậy là nó lọc sạch hết rồi đó. Rồi qua mã mọi người. Giá mã số 16 này là mã số 16, giá 1.400.000. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Rồi xài xong bấm tắt máy. Rồi hôm nay có tổng số là 16 món hàng giới thiệu đến anh em thấy món hàng nào phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm thì liên hệ đặt hàng qua số điện thoại là 0988190303. Mình tên Được ở An Giang. Anh em đặt hàng thì lưu ý xem, nghe, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chốt hàng, và khi quyết định chốt hàng rồi thì chịu trách nhiệm với quyết định của mình. À, anh em không chốt hàng qua phần bình luận nha, chỉ chốt hàng qua tin nhắn, qua số điện thoại, qua SMS, qua Zalo. Mình có để số điện thoại trong cái tiêu đề video. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.